Tóc bạc trắng mà tụng cũng còn hay quá. Bác tụng kinh hay đó. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, từ trước tới giờ đó chúng ta có một cái suy nghĩ sai lầm, đó là thần chú là không cần phải biết nghĩa, cũng không cần phải dịch ra. Nhưng mà thực chất chúng ta nên biết nghĩa để khi chúng ta hành trì chúng ta không có hoang mang. Rồi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta mới dễ nhiếp tâm hơn. Tụng thì chúng ta vẫn đọc, vẫn tụng y như là cái mật ngữ mà của Bồ Tát Quán Thế Âm đã đọc. Bây giờ chúng ta đọc lại. Thì khi chúng ta nhiếp tâm đọc một câu ở trong đây ứng hợp với một xuất tượng hay là tâm nguyện của một vị Bồ Tát, một Đức Phật, đương nhiên chúng ta sẽ được sự mật thùy gia hộ của Đức Phật và vị Bồ Tát đó. Bây giờ thầy xin phép được phân tích từng câu một ha. Tại vì thực ra nó cũng rất là khó đó, nghĩa nó cũng khô khan lắm. Do đó quý vị phải để ý lắng nghe. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nguyên văn tiếng Phạn là Nam mô Rana Tra Gia Gia. Thì dịch âm từ cái câu này ra là Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Chữ Nam mô có nghĩa là quy y hay là tôn kính hay là vâng theo. Chúng ta đọc Nam mô hoài thấy không? Chữ Nam mô có nghĩa là quy y. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo có nghĩa là chúng con xin quay trở về nương tựa với lại ba ngôi quý báu thường trụ ở trong mười phương. Cái câu đó có nghĩa như vậy. Quy y tức là quay trở về nương tựa. Ngoài ra biểu thị sự tôn kính thì cũng gọi là Nam mô, vì chữ đó là quy mạng, tức là chúng ta đem cả thân mạng và tâm nguyện này quy hướng về Đức Phật hay là về một nơi nào đó gọi là quy mạng. Bây giờ là chúng ta quy mạng. Quy mạng gì? Quy mạng điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tức là chúng ta quy mạng đấng điều ngự bậc thầy của trời người, vì Ngài đã nói ra pháp vi diệu cho chúng con noi theo. Nhưng mà rảnh chút cái bắt đầu mình quy mạng cà phê đá. Có không? Không có thì sao ngoài trước người ta bán? Quý vị mua cho nên người ta mới bán, đúng không? Bây giờ nếu mình không mua coi, người ta bán cho ai? Nói khơi khơi vậy trúng ai trúng. Tức là mình đem cả thân mạng của mình quay trở về để gửi gắm vô một cái điều gì đó mà chúng ta tin tưởng rằng có thể đem tới bình yên cho mình. Để tu cái gì cũng bỏ hết, ly cà phê đá không bỏ, điếu thuốc cũng không bỏ. Thì chữ Nam mô có nghĩa là quy y hay là vâng theo, tức là chúng ta thực hành theo một cách trọn vẹn gọi là quy y. Hắc Ra Đát Na, đây là quý báu. Hắc Ra Đát Na, chúng ta đọc Nam mô Hắc Ra Đát Na. Hắc Ra Đát Na có là nghĩa là quý báu. Quý báu thì chữ Hán dịch là bảo, còn chữ Đá Ra Dạ là tam, là số 3. Cho nên Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ là tam bảo, là Phật Pháp Tăng đó. Nói tam bảo có nó gọn đằng này, Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ, không có da nha, Đa Ra Dạ rồi ngưng cái mới tới chữ da. Chữ da là một chữ độc lập, đây là một động từ luôn đi cuối cùng, nó có nghĩa là lễ bái. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Đó là câu đầu tiên. Nama Ranatra Dạ Gia là Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nhưng mà đọc Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia tự nhiên người khác nhìn mình với vẻ thán phục. Trời, nó đọc cái gì nghe ghê quá. Té ra chính nó cũng thấy ghê vì nó không hiểu gì hết. Đọc mà đâu có hiểu gì đâu, phải không? Nói thiệt quý vị, mấy thầy nhiều khi cũng không hiểu nữa. Tại vì không dám hiểu, do mình bị ấn tượng là cái này là
thần chú không được tìm hiểu, đây là mật ngữ, cho nên không có giải thích ra, cứ đọc vậy, đọc tới vậy đó, nói ai thành Phật thì thành, ai không thành thôi, đọc tới vậy thôi. Cho nên Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia có nghĩa là con xin quay trở về, nương tựa và đảnh lễ ba ngôi báo vô biên vô tận khắp cả mười phương. Đây là cái ý nghĩa quan trọng, tam bảo trong mười phương. Cho nên khởi tâm từ bi đầu tiên nhất tu tập là phải quay trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng trong mười phương pháp giới để tu tập, phải không? Muốn tu theo đạo Phật, trước tiên quý vị cũng phải nương nơi tam bảo. Tại này có nhiều người nói, thôi cần gì quy y, cần gì đi chùa, ăn hiền ở lành cũng tốt. Có nhiều người quan niệm kỳ lắm, ăn hiền ở lành là đủ rồi. Tại vì cái sự tu tập nó khác với ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành nó chưa có đủ, nó tốt nhưng mà nó chưa đủ để cho chúng ta có thể bước một bước lên bờ giải thoát. Chính vì vậy chúng ta cần phải tu tập. Mà tu tập ở đây là quay trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng trong mười phương vô biên vô tận cõi. Tức là chỗ nào chúng ta cũng tu hết nha, chứ không phải là đợi tới chùa mới tu, ở nhà không tu. Đó, cái này là quan trọng, là khởi tâm từ bi, không hạn cuộc bởi thời gian và không gian. Tức là lúc nào chúng ta cũng tu hết. Cái câu này nó quan trọng như vậy đó. Mình thì mình tính là tới chùa mới tu, hay là tới thời khóa xách áo tràng ra mới tụng kinh. Còn không có thời khóa là chúng ta không có đi, không có tụng kinh, không có được. Bắt đầu vô là chúng ta tu gắt của kiệu rồi đó. Thì quý vị thấy hằng ngày là mình thường tụng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng chúng ta thì ít có biết cái chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô có nghĩa vậy đó. Mà bây giờ đó, nhiều khi mình nói Nam Mô Di Đà Phật riết rồi cái nó dài quá, cái mình nói Mô Phật. Phải không? Phải quý vị nói vậy cho nó gọn không? Nói là sai đó nha. Mô Phật nó không có nghĩa gì hết trơn á. Tự nhiên chữ Nam Mô cái cắt cái chữ Nam ra lấy chữ Mô, Mô có nghĩa gì? Phải không? Tự nhiên ta A Di Đà Phật cái bỏ cái A Di Đà, cái lấy cái chữ Phật, Mô Phật không có biết nghĩa gì hết. Rồi riết rồi cái nói Mô Phật nó cũng dài quá, ngưng luôn cái chữ Phật, Mô. Đụng tới Mô. Nhưng mà Mô á, ngoài Trung á là cái chữ đó nó có nhiều nghĩa lắm á nha. Ta hỏi cái gì đó, mình không biết, mình muốn hỏi ngược lại mình nói Mô. Là cái gì, phải không bác? Dạ, cái đó là một cái lời lặp lại cái ý hỏi thôi. Quý vị biết lúc thầy mới tới Tòng Lâm đó, thầy đâu có biết đâu. Mà ở trường Đại Tòng Lâm á, là 70% là các thầy xuất thân từ miền Trung. Mà thầy ở miền Tây mới ra, thầy không có hiểu được cái tiếng miền Trung. Thầy nghe thầy không có hiểu. Thì bữa đó đó là thầy vô trong làm hành đường. Thì có một sư, sư đó mới kêu thầy là đi sắp ớt, sắp nước tương rồi cho từng bàn ăn. Cái thầy nói lấy hả sư, con sắp ớt sắp rồi, cái sư nó Mô. Thì thầy nghĩ là Mô Phật, cho nên là đi làm. Cần hơi cái thầy kia, thầy kêu thầy là đi lấy khăn lao, muỗng đũa này kia cái nọ đó. Cái thầy không có biết, mà thầy hỏi thầy nó Mô. Thầy cũng tưởng Mô Phật. Cái thầy đi lấy khăn lao, cái lát không ra nó Mô răng rửa. Tức là chưa có được sắp cái đó ra, phải sắp cái kia trước. Thầy bối rối quá. Hai người nói Mô không biết Mô nào đúng. Thì thưa với lại quý vị, cái chữ Nam Mô đó, kể quý vị nghe một câu chuyện vui như vậy. Thực ra cái chữ Nam Mô không có thể nói tắt được nha. Phải nói Nam Mô. Quý vị biết cái khi thầy qua Đài Loan đó, Phật tử người ta nói đầy đủ lắm chứ không có nói tắt như mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều khi mình còn nói gọn lên là A Di Đà Phật ha. Chứ người ta là nói Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là khi mình chào họ, họ cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là họ đáp lại mình bằng cách đem cả lòng thành kính quay trở về nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Hay lắm nghe, bắt điện thoại lên cũng A Di Đà Phật. Thầy thấy họ nói chuyện với ai cũng A Di Đà Phật hết. Còn mình bắt điện thoại lên, gì vậy mày? Nó cầm ở trong chùa nói chuyện đó. Mà gọi hoài à, mà để ta tu với. Theo lẽ là Nam Mô A Di Đà Phật cái là nó gọn rồi, phải không? Không, gì vậy mày? Làm gì mà kiếm tao hoài vậy?
Bữa không có cô đó, cô nghe điện thoại mà thầy nghe, đến một tháng tao có một ngày tao đi chùa mà mày rẽ hoài, mày gói hoài, mày réo hoài, mày gọi hoài, đứng ở dưới mà la sùm trên lầu thầy nghe luôn, nghe điện thoại đó. Vậy sao thành Phật được? Bây giờ quý vị tập đi, cầm nghe điện thoại cái Nam Mô A Di Đà Phật thì bên kia nó muốn chửi mình nó cũng khó nữa, phải không? Quý vị đồng ý không? Sớm trên lầu đồng ý không? Nó xin chồng đi tu 2 ngày, bữa nay đi tu 7 ngày luôn, ông gọi điện thoại A Di Đà Phật gì đó anh yêu, ổng hết dám gây à. Quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật riết đi, chứ đừng có nói làm gì kiếm hoài vậy, đi tu chứ bộ đi đâu sao, là kể như là bên kia người ta nổ pháo à. Vì sao? Vì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình cũng không có sân si, mà người kia nghe ít nhất họ cũng đón nhận được cái tâm không sân si của mình, họ cũng lịch sự trở lại, không lẽ họ nói không đúng, phải không? Nhưng mà quý vị biết có nhiều người họ sớn sát lắm, tự nhiên vậy 11 giờ đêm gọi điện thoại, cái thầy nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cái gì thằng quỷ, mày mua vé máy bay cho tao chưa? Trời đất quỷ thần ơi, tự nhiên ở đâu có cái bà nào bà nạt thầy mà kêu thầy bằng thằng quỷ. Thầy nói A Di Đà Phật, mày đi chùa cái gì, mày lo cái vé máy bay cho tao rồi mà ngày mai mày muốn đi đâu đó mày đi. Thầy nói A Di Đà Phật, dạ thưa, đây là Thiện Thuận ở viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.